Em có thể giới thiệu tên và mình hiện tại mình đang học ở đâu không em? Dạ, em tên là Trần Vân Anh, thuộc lớp TA20 quản trị nhà hàng, trường đại học Trà Vinh, và hiện tại em đang học nghiệp vụ 3 tại bếp 3 Tư Tiết. Tính tới ngày hôm nay là mình đã tham gia học được mấy Dạ là 3 ngày. ngày rồi? Cái khoảng thời gian 3 ngày mình học á, thì em có cảm nhận như thế nào về những cái chương trình giảng dạy tại bếp ba hay là những loại thức uống mà mình đã học từ bữa giờ á, em có thể chia sẻ với các bạn một số. Dạ, thì khi học tại bếp 3 thì các thầy cô đã dạy em rất là nhiều về các công thức thức uống, cũng như là em cũng tiếp thu được rất là nhiều kinh nghiệm cho mình. Thì đồ uống ở đây thì rất là ngon, đẹp nữa. Rồi thì hôm nay anh thì sẵn tiện đây thì ngay buổi học của mình kết thúc thì anh cũng mời em vô để chia sẻ một số cảm nhận để bên anh biết được cái cảm nhận của mình. Nếu mà bên anh có sai sót gì thì bên anh sẽ rút kinh nghiệm cho những cái đợt lần sau, sẽ cố gắng cho nó mỗi ngày một hoàn thiện hơn để những đợt tới có những bạn sinh viên của nhóm sau đến học tại cơ sở thì sẽ hoàn thiện một cách tốt hơn. Và anh cũng cảm ơn nhân anh ha. Thì anh chúc em là cuối đợt này thì mình thi mình kiểm tra nó sẽ tốt hơn, điểm số mình sẽ cao hơn nha. Dạ, em Và cảm anh cảm ơn. ơn.